Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn vị tiểu Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý đạo hữu vô tư. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học giáo trình phản ứng Bali về văn phạm, thì hôm nay chúng ta chỉ học có một điểm văn phạm thôi, tức là chúng ta học về động từ thì hiện tại động từ Bali muốn rõ biết về động từ thì khi mà chúng ta lên đến cấp cao thì chúng ta học nhiều khía cạnh, còn học sơ khởi thì động từ hiện tại chúng ta chỉ có biết qua ba cái khía cạnh. Động từ chia theo thời kala thì có động từ thì hiện tại và chúng ta đang kala, thì quá khứ ở thì tất cả là và thì vị lai. Anh là tất cả là động từ thứ ba đi, thì còn có một cái dạng là động từ vô thời vô thì. Động từ vô thì anh biết tất cả là như là động từ và lợi khách, động từ khả năng khách, động từ thì hiện tại là diễn đạt một hành động đang xảy ra, còn động từ quá khứ là diễn đạt hành động đã xảy ra, đã xảy ra trong ngày hôm nay ở Chattani, hay là đã xảy ra trong ngày hôm qua ở Chattani, và đã xảy ra nhưng mà bất định thời gian thì gọi là Baruka. Động từ vị lai là diễn đạt những hành động chưa xảy ra hay những hành động sắp xảy ra, sẽ xảy ra, nhưng mà nó có hai trường hợp. Động từ vị lai mà nhất định được gọi là phóng sanh ti, thí dụ như nhớ tôi sẽ đi, tôi sẽ làm, tôi vẫn và có một thứ thì vị lai mà bất định, nó có điều kiện sẽ xảy ra, thì chúng ta gọi đó là điều kiện cách kalatipati.
thì hiện tại một cách là trực tiếp Vatamana hay là tiến hành cách. Còn từ quá khứ thì nó có hiện khứ cách, quá khứ cách và bất định khứ cách. Còn thì vị lai thì có tương lai cách và điều kiện cách. Ngoài sáu cách đó thì còn thêm thì hai loại động từ vô thì, tức là mệnh lệnh cách và khả năng cách. Mệnh lệnh cách là một động từ để diễn đạt một cái mệnh lệnh, một cái sự ước nguyện. Ví dụ như sau quá túc, sau quá túc tâm, sau quá túc tiền, chi dân mạng cả lần, tức là mong rằng sự hạnh phúc hãy có đến người, hoặc là nói ê hí phi khu hãy đến đây tìm theo. Thì chữ y hay là pháo cái túi là mọi lời cách. Còn động từ vô thì và khả năng cách đó, thì để nói lên một cái vấn đề điều kiện. Nếu hay là ước vọng vâng, nếu anh đi chợ thì tôi cũng đi chợ, thì chữ đi đó mà đặt cái vấn đề nếu, thì đây chúng ta sẽ gọi là sai khả năng cách. Hoặc là nó có thể không ở nhà, hoặc là nó có thể đang ở nhà. Thì trong trường hợp đó, chữ ở đó có thể đang ở thì sai khả năng cách. Đó là chúng ta nói sơ lược về thì của động từ. Còn bây giờ thì nó chia động từ, nó chia theo ba ngôi, gọi là vui sát. Thì đối với văn phạm Bali, từ xưa đến giờ thì ngôi thứ ba là được nói trước. Ngôi thứ ba là sô tê nó, chúng nó. Và ngôi thứ hai là nói đến người đối thoại, gọi là anh khác anh, trong tầm hề. Ngôi thứ nhất là nói về bản thân, tôi, chúng tôi. Ở trong tiếng Anh đó, thì động từ chia thành ngôi thứ, thì ngôi thứ nhất họ đặt trước, ngôi thứ hai đặt kế, và ngôi thứ ba đừng nói sau cùng. Chúng ta cần phải chú ý điểm này. Nhưng mà chúng ta gọi là ngôi thứ ba, ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất là chúng ta nói cho dễ hiểu theo cái cách
cái văn phạm của các ngôn ngữ hiện đại. Nhưng mà trong cái Pali đó thì ngôi thứ nhất ấy, thì được gọi là Uttamapurusat, không phải là thứ nhất mà là cao, mà chúng ta gọi là ngôi thượng. Còn ngôi thứ hai gọi là ngôi trung, Majjhimapurusat. Và ngôi thứ ba đó chúng ta gọi là Padmapurusat, là ngôi sơ. Thì như vậy, vì cái chữ Padma đúng ra thì Padma là thứ nhất, nhưng mà vì sợ e rằng người học họ sẽ hiểu lầm cái ngôi thứ nhất của tiếng Pali đó, chắc có lẽ là nó giống ngôi thứ nhất của tiếng Anh tôi, chúng tôi. Do đó cho nên cái ngôi thứ nhất Padma Purusat chúng tôi dịch là ngôi sơ, vì được sắc đầu tiên. Còn ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất đó, thì trong cái nghĩa Majjhima là ở giữa, là trung. Và cái ngôi thượng của Tam Á là cái ngôi cao nhất, ngôi cao tột. Thì bây giờ chúng ta cứ xài ngôi thứ, nhưng mà chúng ta hãy quán vị nó lại, ngôi thứ ba, ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất. Còn nếu như mà chúng ta muốn cải biên để cho nó phù hợp với tiếng Anh đó, phù hợp với ngôn ngữ quốc tế, thì chúng ta vẫn có thể xài ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba thứ tự. Nhưng mà phải hiểu ngôi thứ nhất ở đây tức là ngôi thượng, ngôi thứ hai là ngôi trung, và ngôi thứ ba là ngôi sơ. Đó là chúng ta phân theo, phân động từ theo ngôi. Và cũng nên nói thêm rằng là chủ từ của động từ, ngôi thứ nhất, chủ từ đó là nhân xưng đại danh từ âm hát. Toàn số ít là ngôi thứ nhất đó, xin lỗi, âm hát là chữ aham, là tôi, mai văn là chúng tôi. Cái ngôi thứ hai thì sẽ nhân xưng đại từ tâm hát, số ít là toan, số nhiều là tâm hê, ăn các ăn. Còn ngôi thứ ba thì ở trong tiếng Bali nó hơi rắc rối một chút xíu. Ngôi thứ ba, nếu như không có những cái danh từ sự vật, nhân vật thì mới xài cái đại từ ta. Chữ ta này nó chia theo năm tấn, trung tấn, nữ tấn. Anh ấy là sô, các anh ấy là tê,
từ chữ tắc mà ra. Cô ấy gọi là sa, các cô ấy gọi là tài vô. Và coi như cũng là nhân xưng đệ từ tắc, nhưng mà nếu chia theo trung tánh thì tăng cái ấy tê ta ni là những cái ấy. Và ở đây chúng ta cần phải nhớ rằng ngoại trừ âm hát ngôi thứ nhất, tâm hát là ngôi thứ hai, tát là ngôi thứ ba, còn tất cả những từ khác khi chia làm chủ ngữ của câu thì đều xài động từ ngôi thứ ba cả. Thí dụ như nói ít thi quật thải thuộc quật tích là người phụ nữ đang giặt y phục, hay nói Buriso hay nói Kasako Ketam Kasati là bác công dân đang cày ruộng. Thì chúng ta vẫn cái chữ Kasako hay là chữ Buriso, chữ Iki đều phải hiểu là xài động từ ngôi thứ ba theo thầy nó. Thì đó là bạn ngôn. Như chúng tôi đã nói, tôi, anh và nó, hăng, toan và xô hoặc xa, thì cái đó chúng ta gọi là số ít thì không có chánh án. Còn nói chúng tôi, các anh, chúng nó hay những người ấy thì gọi là số nhiều và hú có chánh án. Thì như vậy chúng ta nói đại khái về bài học hôm nay là chúng ta nhắc đến thì của động từ, ba thì của động từ, ba ngôi của động từ và hai số của động từ, chỉ vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta lấy cái động từ chơi tí đi để làm cái thí dụ. Thí dụ nó như là nó đi thì xô cho ra tí, hoặc cô ta đi rồi xa cho ra tí, số ít thôi. Còn nói chúng nó đi thì động từ phải ngôi số nhiều, vì chủ từ chúng nó là số nhiều, thì chúng ta xài tê cha rằng tí. Dù cha rằng tí ta biết chứ cha rằng tí vừa mình gọi là số ít số nhiều của động từ cha rằng tí. Thì cha rằng tí chia theo ngôi thứ hai đó, toàn cha sĩ là anh đi, anh bước đi. Và tâm hề cha ra tháp tức là các anh bước đi. Tâm hề cha ra a hăng mặt cha ra mi là tôi bước đi, ngồi thứ nhất số ít.
Mayam Charama, chúng tôi bước đi là ngôi thứ nhất số nhiều. Như vậy thì khi một động từ mà chúng ta muốn chia theo đôi thứ ngữ số và thì chúng ta phải học thuộc lòng cái tiếp vị ngữ của thì ấy. Như thì hiện tại thì tí ăn tí à xí thì ngôi thứ hai à tha à mi à ma. Thì chúng ta chia ra thì có cha ra tí cha ra tí sô cha ra tí tê cha ra tí. Ngôi thứ hai là thoang cha ra xí tầm hê cha ra tha mây dâm a ham a ham cha ra ba cha ra mi mây dâm cha ra ma. Chúng ta chia các gì ở đây trong bài học thượng tọa giáo đẳng có soạn cái chi tiết mà chúng tôi nghĩ rằng là cái chi tiết này là chúng ta sẽ học sau này. Ở trong tiếng Pali thì động từ hiện tại tiến hành tắt thế thì nó nghĩa đơn giản là cái gì mà đang xảy ra. Tôi ăn tôi ngủ à hăng phun trà mí tôi ăn tôi ngủ à hăng xà già mí vân vân. Có khi mà chúng ta nói một cái động từ tiếp diễn hay là hiện tại hoàn thành thì trong trường hợp này chúng ta có thể là chúng ta xài một cái hiện tại phương từ với một cái động từ để nó thay thế cho một cái động từ đơn hiện tại đơn. Ở trong tiếng Bali cũng có thí dụ như đó tôi đang ăn thì ở trong tiếng Anh đó I am eating thì dĩ nhiên là hiện tại phân từ nó tương đương với hiện tại phân từ. Còn I am là cái em là động từ to be. Ngoài thứ nhất thì nó tương đương với cái chữ hô hô bí, chữ hô bí ở trong tiếng Bali. Thì do đó nếu mà chúng ta muốn xài hiện tại phân từ thì chúng ta xài
phun chân tô hồ mỹ à hăng phun chân tô hồ mỹ là tôi đang ăn. Tôi đang ăn có nghĩa là mình còn ăn tiếp tục chứ chưa có chấm dứt bây giờ thì mới xài cái đó. Thì ở đây là một vài điểm mà chúng ta phải nhớ về về cái động từ hiện tại của Pali. Và ở đây cũng có một trường hợp đặc biệt mà trong bài học của chúng ta có nhắc đến về cái sự phát âm. Vì Bali Rupang thì viết bằng cái mẫu tự alphabet, nhưng khi mà chúng ta gặp chữ cờ, gặp cái phần cờ hay gọi là chát nhẹ nhàng thì chúng ta chữ cờ đó chúng ta không nên đọc theo chữ ca sĩ, như chữ cờ trong chữ ca sĩ hay là trong cái chữ cơm. Ví dụ như và có nghĩa tiếng Bali là chắc, cờ á, cờ a cũng giống người chắc. Thì chúng ta phải đọc chữ cờ đó là chúng ta đọc chữ chắc, chữ chắc. Ở trong cái chữ cha mẹ đó, chữ chắc, cha, cha mẹ, thí dụ vậy. Thì có người hỏi rằng là nếu như vậy thì gặp chữ cờ H, chữ CH á, không lẽ mình muốn đọc chữ chắc nữa, chữ chờ nữa. Nhưng không, thưa quý vị. Chữ cờ H á, chữ CH, cái chữ CH ở đây đó thì chúng ta phải phát âm hữu khí âm, tức là nó có giọng gió. Ví dụ như chúng ta nói Bhutang Saranang Gacchami, chữ Gacchami chỗ này chúng ta đừng đọc theo cái tiếng Việt là chữ cha, mà chúng ta phải đọc là chữ cha. Chữ cha tức là chữ GH. Thì ở trong cái bọn hầu âm á thì chúng ta có chữ cắt hát cả khấn nhát, chạch hát chạch chân nhát, vân vân. Thì cái chữ chát ở đây đó chữ chát chát chúng ta gặp một chữ nữa là chữ chát chữ chát. Hai chữ này á gần như là phát âm trùng nhau. Tuy nhiên học Pali chúng ta phải hiểu chữ chát 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 thì đó là akho sát, tức là không có
nghĩa là không phải gọi là cái dòng ồn chắc chắn đọc nhẹ nhàng thôi. Còn khi mà chúng ta gặp chữ G và chữ CH á, chữ CH á thì chúng ta phải, chữ G và CH á thì chúng ta phải đọc lên chạm chạm, chúng ta đọc hơi nặng nề một chút. Cho nên khi mà giải Bali chúng tôi hướng dẫn cho người ta đọc là một cái chúng ta đọc lướt, đọc vô sắc, đọc giống như vô sắc vậy. Còn cái chúng ta đọc giống như vô nặng ha. Thí dụ như chúng ta đọc là chát chả, chát chả, chát chả. Chữ này chúng đọc cha 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 cha, vì chữ chữ cha và chữ cha thì nó thuộc về khô sắc, tức là cái giọng vang, giọng ồn. Chúng ta nên phát âm chuẩn. Thí dụ như lúc trước đây có những người có việc cắt giảm si đọc tên của một vị tỳ kheo, cái chỗ này chúng ta đọc là chung đá, chứ chúng ta không thể đọc là cun đá, không đọc là cun đá được. Đừng thấy chữ cờ rồi chúng ta đọc là chữ cun thì nghe kỳ lắm, nó không giống tiếng Bali. Tiếng Bali mượn cái chữ đó, mượn cái ký tự chát đó, chữ cờ nó để là chữ chắc nhẹ nhàng thôi, chắc phụ khí âm. Chúng ta đọc lại chun đá. Thí dụ chúng ta phát âm hai chữ cái chữ chanh đá, chữ chanh đá, chúng ta đọc cái chữ chữ này là chữ chanh đá. Chanh đá tức là mặt trăng. Còn cái chữ này mà trong bài của chúng ta có đó, này chúng ta đọc chan, chanh đá, chanh đá, chanh đá. Hai chữ nó đọc khác nhau thú vị. Chanh đá, chanh đá, chanh đá tức là cái sự ước nguyện, cái sự ước nguyện hay là cái sự mong mỏi. Hoặc là chữ chanh đá nó có nghĩa là một phần điệu của bài thơ, cái phần điệu thì gọi là chanh đá. Nó có nghĩa, nó có nhiều nghĩa vậy. Cho nên chúng ta phải phát âm cho nó chuẩn. Thì ở đây trong bài học Thượng Tọa Giác Đẳng đề nghị bốn mươi âm là chữ chát, 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 đọc khác biệt như thế nào cần học trực tiếp. Do đó cho nên chúng tôi hướng nhắc về trực tiếp. Cái này cũng không phải trực tiếp gì lắm, bởi vì chúng tôi ở các quý vị nửa vòng trái đất cũng xa, cũng là gián tiếp. Nhưng mà trực tiếp là trực tiếp âm thanh kìa. Trực tiếp âm thanh thôi, chứ còn chúng ta không có gặp mặt, không có đối diện, cho nên không có hướng dẫn cho quý vị được. Chát, 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 thì quý vị chỉ nghe âm thanh như vậy, nhưng mà
rất tiếc là không có đối diện, cho nên quý vị không có nhìn được cái miệng của chúng tôi phát âm như thế nào. Có nhiều chữ chúng ta muốn phát âm trên chuẩn, chúng ta phải nhìn cái miệng của thầy phát âm sao, thì cái miệng tròn miệng béo vậy chúng ta cũng bắt chước, vậy thì chúng ta mới phát âm chuẩn. Còn lần này chỉ nghe phát âm như vậy, chúng ta chắc phải cố gắng luyện tập rồi. Cảm ơn sư Nguyên Thông, vậy là nghe rõ quý vị Phật tử chúng ta. Thì cái bài tâm phạm hôm nay chúng ta chỉ học có nhiêu thôi, chúng ta dành ra 40 phút để học tâm phạm. Rồi bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ học một cái bài học thêm, và bài học thế này nó cũng có một vài văn phạm nó liên quan đến bài học, chẳng hạn như động từ. Cái động từ athiwat thành thi hay là pari hà dành thi, quý vị có ở trong tay hay là ở trước mặt quý vị, quý vị có vào trong Zoom của lớp Phật Pháp không? Quý vị có thể xem cái bài học bây giờ, chúng ta chú ý cái phần đọc. Việc khuyên gì đó, chữ PHK là chúng ta đọc chữ thờ. Chữ bi bò đó, bi bò bi phở gì PHK thì chúng ta cứ đọc chữ thờ. Thấp thả, thấp thả. Chúng ta đọc thấp thả, thấp thả. Rồi bình ngược đó, xả rũ nguyên mẫu khi mà đến đứng phù hợp giá phù hợp kép thì chúng ta đọc khuyên về khuyên gì nè, về phi gì nè, về phi gì nè. Cái chữ này phần lớn là ngay cả các vị sư mới không có chú ý thì các vị đó học kinh tụng các vị cũng phá không sai cái chữ này nữa. Cho nên cái chữ về khuyên về ná thì chúng ta phải đọc lại. Về khuyên về ná phí khu quê sát ta e văn cam ma e văn chan đa. Ê văn ạ thí, ạ thí bà gia, ạ thí bà gia. Chị ạ thí bà, ạ thí. Ả thí bà gia. Phương kép chúng ta phải đọc là íp, íp bà gia. Ê văn ạ thí bà gia, ạ hô, quá ta ạ rít tha, ạ căn ta. Ả mát na ba, thăm ma, bà rê ha, dê dung. Chữ dây dung mình có phải chú ý. Ở đây hai dây dung Ý thà căn ta ma na ba tham ma A phương quát thầy dùn tí. Tê sang thiết quê sắp ta năng Ê quang ca ma năng Ê quang chan đa năng Ê quang a thiết ba gia năng A đến thà căn ta Ấm áp nà ba thầm ma Ấm thức quát thần tí Ít thà thần ta Mà nà ba thầm ma Bà rê hài dân tí. Thì ở đây
khi mà chúng ta đọc cái từ Pali đó thì chúng ta đừng có cố gắng sửa giọng, chúng ta cứ đọc thoải mái tự nhiên. Nhưng mà chúng ta đọc cho chuẩn, tức là cái nào trường âm là trường âm, nào đoạn âm là đoạn âm, âm phần xuôi phần ngược chúng ta nắm rõ, và nhất là chúng ta hiểu được ý nghĩa thì chúng ta sẽ đọc cái Pali không có khó thưa quý vị. Ở trong cái đoạn này cô Nhật Bình qua hỷ cho trọn vẹn cái đoạn Pali của chúng ta học, bắt đầu từ chữ Diên Quy Diên Ác Thiết Quê. Diên Quy Diên Ác Thiết Quê, dạ, quý vị nhìn cái đoạn đó đó thì quý vị sẽ thấy là chữ Thiết Quê ở đây là một hô cách là cái sự kêu gọi phép khu phía cơ quê là này các vị theo, hay là này các vị khu. Cái chữ phía khu đúng ra chúng ta đọc âm là tỳ khu thì nó chính xác hơn, mà đọc quen theo các vị Phật giáo Bắc Bộ, Phật giáo Bắc Bộ Việt Nam thì họ đọc ở ngoài miền Bắc thì họ đọc là tiền khiêu, rồi đi vào trong miền Nam mới quen đọc là tiền kheo. Cho nên chữ kheo đó nó không có đọc chuẩn cho cái chữ phiên âm chữ phú, chữ khú. Cho nên chữ phía khu là thị khu, phía cơ quê là này các thị khu. Về quy duy nó là phần đông, sắp ba là chúng sanh sẽ thương nhiều. Ê quan ca ma muốn như vậy, ê quan chan đa, ê quan chan đa là ước như vậy, ê quan a thiết ba gia là tâm nguyện như vậy, hay là nguyện vọng như vậy. Ba chữ Kama và Chanda, Athipaya bình thường thì nó gần như đồng nghĩa, nhưng mà khi xài chung như thế này thì chúng ta nên phân biệt chữ Kama là muốn, Chanda tức là ước, Athipaya tức là nguyện, muốn như vậy, ước như vậy, nguyện như vậy. À hô và tá, ôi, cái này hô khởi ngữ. Cái tiếng hô khởi ngữ đó thì là bất biến tình trong tiếng Bali.
Abhita Antanta Amata Ba Thamma. Chữ Thamma ở đây là danh, là cái chữ chính, là cái từ chính ở trong câu này. Còn chữ Anitha Akanta Amagna Ba thì nó chỉ là tính từ của chữ Thamma thôi. Do đó cho nên khi mà dịch đó, thì chúng ta phải dịch từ cái chữ Thamma trước rồi mới bắt đầu Anitha Akanta Anapa Amagna Ba. Thì ở đây đó, chữ ít tha tức là tốt đẹp và ít tha là không tốt đẹp. Chữ canh ta là chỉ cần ta tức là vui vẻ, còn như Panapa tức là cái sự hợp ý. Và trong tiếng Hán dịch ba từ này thì chúng ta thấy gọn lắm. Chữ ít tha vậy là khả ái, canh ta là khả lạc, mana ta là khả ý, khả tức là dễ. Dễ thương, dễ chịu. Và dễ mất. Như vậy chúng ta cứ dịch là cả ai, cả lạc, cả ý. Còn cái chữ Anitha là không cả ai. Hay là bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý. Còn cái động từ pariha di dung tức là mong, mong rằng các pháp bất khả ý, bất khả lạc, bất khả bất khả ái, bất khả ý, bất khả lạc được tiêu diệt, được mất đi, được mất đi. Và Ittha Kanta Manapa Thamma Abhivatthayun tức là mong rằng cái pháp cả ái cả lạc cả ý được tăng trưởng. Tê sang thiết quê sắp ta năng ê vân ca ma năng ê vân chan đa năng ê vân a thiết ba gia năng. Ở đây xài sở thuộc cách hết,
sẽ được đánh số nhiều. Chữ sắp ta năng, sắp ta, sắp ta là chủ ngữ, là chủ cách số nhiều. Nhưng mà sắp ta năng là chủ cách số, là sở hữu cách, sở hữu cách số nhiều. Thì chúng ta phải dịch cái chỗ này đó. Là đối với các chúng sanh ấy, có muốn như vậy, có ước như vậy, có nguyện như vậy, nhưng Anitta Tata Amanata Thamma, nhưng các pháp bất khởi bất thành lạc bất khả bất khởi bất thành lạc bất khởi anh đưa quá thành tiết lại tăng trưởng Ita Kanta Manapa Thamma, và các pháp cả hỷ thành lạc cái tới hai giờ tiếng là bị tiêu hoài, bị mất đi. Ở trong cái đoạn kinh này là Đức Phật Ngài dạy nghĩ nói là cái cuộc sống này nó không như ý muốn chúng ta đâu, không như ý muốn của chúng sanh. Thường là như vậy. Đối với chúng sanh, ai cũng suy nghĩ chúng sanh phàm phu, ai cũng có sự mơ ước mong muốn và có cái nguyện vọng. Các pháp hay là các sự kiện mà nó không có khả ái, không có khả lạc, không có khả ý, thì xin cho tiêu diệt. Còn những cái pháp mà khả ái, khả lạc, khả ý thì cho nó tăng trưởng. Dù mong muốn như vậy nhưng mà đối với những chúng sanh đó vẫn bị mất đi, cái pháp khả ái, khả lạc, khả ý, nó bị mất đi. Còn cái pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý thì nó được tăng trưởng. Vì ở đây chỉ là trích đoạn để mà chúng ta học Pali thôi. Chứ khi mà đọc như thế này đó, đọc ngang đó, đọc tắt đó, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái đoạn kinh này nói cái gì. Ở đây thưa quý vị,
Ở đời chúng sanh phàm phu không phải ước muốn là thành tựu, mà nó còn phải tùy thuộc vào phước báo của mỗi người. Và nó phát sanh là đúng theo cái nguyện và nguyện ước. Còn khi mà không có phước thì dù cho họ có ước muốn thì cũng không thành tựu. Vì Đức Phật này có dạy ở trong kinh Phu Mỹ Chắc, Phu Mỹ là kinh Phụ Di này, các tỳ kheo nếu mà hành sai pháp thì cái sự ước muốn nó không thành tựu. Phải hành đúng pháp thì cái sự ước muốn nó mới thành tựu. Cũng ví như một người mà họ muốn uống sữa dê, sữa bò, vì họ không biết cách cho nên họ đi đến bên con bò và họ cầm cái sừng, họ cố gắng để họ nặng cho ra sữa. Cuối cùng thì họ chỉ mệt nhoài, không có lấy được sữa, vì họ làm sai nguyên tắc. Còn khi một người mà họ đến một người chủ, họ cầm một cái thùng, họ đi đến một cái con bò cái đang trong cái thời cho con bú, thì đương nhiên là nó có sữa. Thì vừa đó sau khi rửa sạch cái nấm vú của con bò, liền hứng ở trong một cái chậu hay là một cái bình, và họ nặng sữa từ nơi cái vú của con bò nó ra sữa, vì nó làm đúng phương pháp. Cho nên đợi đợi vậy, không phải chúng ta ước muốn là được. Nếu mà ước muốn mà được thành tựu như ý nữa thì chúng sanh người trí ở đời đâu có cần gì phải tu tập, đâu có cần gì phải tạo các công đức phước báo, chỉ ngồi đó ước muốn thôi cũng đã là thành tựu. Mong cho tôi được tài sản, mong cho tôi được giàu sang, cái tự nhiên cái chiều đó, cái đổi đời, cái trúng số giàu lên. Không phải như vậy. Mà ở đây chúng ta phải biết là trong trường hợp này đó, là ước muốn là một lẽ, nhưng mà phải hành động thiết thực để nó tạo thành cái nhân, mà nó thành tựu cái pháp cả ái, cả lạc, cả hỷ, cả ý, cả ý, cả lạc hỷ. Dù cho chúng ta không có ước muốn, nhưng mà chúng ta tu hành và chúng ta đi đúng theo chánh đạo, đi đúng theo đường lối, thì chúng ta cũng sẽ phát sinh lên quả vị thực tốt đẹp. Hay là ngay trong hiện tại chúng ta cũng được thành tựu tốt đẹp. Thì ý nghĩa của bài học đó là như vậy. Bây giờ chúng ta đọc lại cái đoạn này một lần nữa. Ye khuy ye na phi khu ve satta e vang kama e vang chanda e vang athipaya aho vata anitha akanta amatna pa thamma parihaya yayum itha kanta manapa thamma afi vat thay yuti tê sang phích huê sát tà năng ê văng ca ma năng ê văng chan đa năng ê văng a thích bà gia năng a ni tha a căn ta a mắc na pa tham ba a phích vát thẳng tích ít tha
tăng tam mana pa thamma parihayanti. Để các tỳ kheo phần lớn các loại hữu tình muốn như vậy, ước như vậy, nguyện vọng như vậy, ôi mong rằng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khảy được tiêu diệt, mong rằng các pháp khả ái, khả lạc, khảy được tăng trưởng. Như này các tỳ kheo, dù cho các loại hữu tình ấy có dục như vậy, có muốn như vậy, có ước như vậy, có nguyện vọng như vậy, nhưng các pháp ấy, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tăng trưởng, và các pháp khả ái, khả lạc, ý bị tiêu diệt. Thì đoạn kinh Bali và ý nghĩa của đoạn kinh này thì chúng tôi đã vừa trình bày xong. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ cái phần thời gian còn lại xin tỉnh thủ loại. Điều hợp. Khi nãy chúng tôi có thấy các vị giảng sư và tụng trung tụng tổ Pháp Đăng đã được Pháp Tính, nhưng mà cuối cùng thì các vị trốn ra rồi. Bây giờ xin thỉnh tụng tổ giáo đẳng trở lại. Thưa quý thầy, thưa tổ sư, với thầy tổ sư trước khi thầy nói đi nghỉ, để hỏi thầy thọ một câu, rồi sau đó xin và đi nghỉ. Đó. Sau khi sư huynh nghỉ rồi sẽ để sư lo phần còn lại. Với thầy tổ sư, khi mà chúng ta đi vào trong cái cách chia động từ Pali thì nó phân ngôi một cách rất là rõ ràng. Đã. Bây giờ chúng ta không có nói cái ngôi thứ nhất, thứ ba mà theo tiếng Bali, mà chúng ta nói theo tiếng Anh đi. Dạ, ví dụ ngôi thứ nhất là tôi, chúng tôi. Ngôi thứ nhì là anh, các anh đi. Dạ. Nhưng mà có những trường hợp đó, mà hai cái nó nhập lại. Ngôi thứ nhất và thứ hai nó nhập lại. Ở trong tiếng Anh đó, thì không có phân rõ. Và ở trong tiếng Bali cũng không có phân rõ về cái chủ ngữ. Nhưng mà trong tiếng Anh thì không có vấn đề, tại vì động từ không cần chia. Mà tiếng Bali thì phải chia. Mà về điểm này thì trong tiếng Việt chúng ta lại rất là rõ ràng. Bây giờ trong tiếng Việt mà nói chúng tôi khác, mà chúng ta khác. Dạ, chúng tôi á thì là ngôi thứ nhất số nhiều. Nhưng mà nói chúng ta đó thì có thể là nhập lại ngôi thứ nhất là ngôi thứ hai chung. Ví dụ như chúng ta nghe cô nói rằng có hai vợ chồng đều có con riêng, thì người chồng nói với người vợ rằng con của anh và con của em đang cấu kết chồng đánh con của chúng ta. Dạ. Cái chữ chúng ta đó gồm cả ngôi thứ nhất và thứ hai nhập lại. Ở trong tiếng Anh thì có chữ we thật là mình hiểu sao hiểu, thì sao cái context cái mặt bằng mình hiểu. Nhưng mà cái rắc rối của trong tiếng Bali đó là khi chúng ta chia động từ đó, thì ngôi thứ nhất và riêng ngôi, tức là ngôi thứ ba, ngôi thứ nhất và ngôi thứ nhì riêng. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta dùng cái chữ là chúng ta có nghĩa là ngôi thứ nhất và thứ hai nhập lại đó, thì khi mình chia động từ mình chia thế nào? Xin tiến hành từ đó con đi trở lại. Chúng tôi giải Bali ở trong bình thoát đó, thưa quý vị. Chúng tôi vừa mỗi miệng lại vừa mỗi tay. Mỗi tay tức là phải đánh chữ, và mỗi miệng thì phải nói liên tục để cho quý vị hiểu
Thực ra thì nó tùy. Bây giờ chúng tôi chỉ nói tiếng Việt thôi. Thí dụ như tôi nói anh và nó hãy đi chợ, thì cái chuyện hãy đi đó là phải xài ngôi thứ hai số nhiều. Bây giờ quý vị chờ cho chúng tôi chút xíu để chúng tôi đánh cái câu này. Chelsea là đúng rồi, tức là anh bước đi. Ở khi chúng ta nói so Chelsea, tức là nó bước đi. Nếu mà chúng ta gom động từ lại đó, con chà xô, thì chúng ta phải xài chữ chà thác. Toàn chè sô chắc, thì quý vị thêm chữ chắc ở phía sau nữa, tiếng Bali nó ngộ khi chúng ta nói và tôi, anh và nó, thì mình phải xài chữ và hai chữ, chữ chắc, toàn chắc, sô chắc, chúng ta chắc là thắt. Chúng tôi chịu khó chúng tôi đến cũng say luôn. Chúng tôi phải đánh chữ gì? Chữ chắc ở đây là một liên từ. Toan là ngôi thứ hai, số là ngôi thứ ba. Mà ngôi thứ hai và ngôi thứ ba cùng đi đó, thì cái động từ phải cha đánh thác là ngôi thứ hai số nhiều. Trong tiếng Việt của chúng ta là anh và nó, các anh cùng đi. Thì ở đây chúng ta phải hiểu ngầm chữ các anh. Đó là một cách. Còn khi mà chúng ta nói đến toàn Chelsea, là anh đi. Chà ra ở đây chúng tôi đánh tiếng Bali trường âm không được. Chà ra mí anh chà ra mí là tôi đi. Thì khi mà nói anh chà
cha, thương cha. Khi mà nói đến cái chữ ahang chát, tròn chát, charama, khi mà nói riêng một mình đó, ahang charami, thì ahang thì phải charami, chữ ami đó là ngồi nhất xuống số ít, tròn charasi, hãy xài chữ tròn thì phải động từ phải chia ngôi thứ hai số ít, gọi là si. Nhưng mà khi hai được nhau hăng chắc toàn chắc thì chúng ta phải chia động từ ngôi thứ nhất số nhiều. Tôi và anh, chúng ta cùng đi, đó là người kiếm thuận lợi. Do vậy cho nên ở đây đó, tiếng Bali thì không có cái sự thay đổi, chỉ chà ra má không có thay đổi. Nhưng mà nếu như chủ ngữ có chữ a hăng và chữ toan, tôi và anh, thì vì chữ cha ra má, chúng ta phải dịch chúng ta, chứ không thể dịch là tôi và anh, chúng tôi hãy đi, không phải vậy. Mà phải nói là tôi và anh, chúng ta hãy đi, thì sẽ chỗ chỗ đó phải xài chữ chúng ta. Còn khi nào mà riêng chữ mạch dân charama, mạch dân charama, thì cái chỗ này không phải dịch lệ, phải dịch lệ chúng tôi, phải dịch chúng tôi đi, chúng ta phải xài nghĩa gì. Thì do đó cái động từ chúng ta nhớ hai cái chủ ngữ đều ngôi thứ ba thì xài ngôi thứ ba số nhiều, động từ ngôi thứ ba số nhiều. Hai chủ ngữ, một cái là ngôi thứ hai, cái là ngôi thứ ba, thì chúng ta xài động từ ở ngôi thứ hai số nhiều. Hai chữ ngữ, một chữ ngữ ngôi thứ nhất và một chữ ngữ ngôi thứ hai, hay là cái chủ ngữ ngôi thứ ba, tôi và anh hay là tôi và nó, thì trong trường hợp đó là chúng ta phải xài chữ, phải xài ngôi thứ nhất số nhiều, tôi xài ngôi thứ nhất số nhiều. Nhưng mà trường hợp như nói ahang chắc so chắc charama thì phải dịch tôi và nó, chúng tôi đã đi đâu đó, chỗ đó phải dịch là chúng tôi. Còn nếu nói toàn chắc cha ra má, tôi và anh chúng ta hãy đi, thì ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai thì phải gộp chung lại là chúng ta. Còn ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, và chúng ta nói với mọi người đối diện, thì chúng ta phải xài ngôi thứ nhất, nhưng mà chúng ta nhìn là chúng tôi. Nó có cái sự rắc rối vậy thôi. Nhưng mà điều có cái là nếu mà chúng ta học Pali mà học xong rồi bỏ đó thì chúng ta không giỏi được, dù có nói hoài đi nữa chúng ta cũng không hiểu được. Còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta đem áp dụng vào cái việc mà dịch soạn đó, dịch sách đó, dịch thế giải, thì chúng ta sẽ mau giỏi lắm. Thì đó là một vài chia sẻ với quý vị.
trong câu thập định số 1 là mô bất thầy. Sa thứ thì tập thể sư. Dạ quý vị, kia tập thể sư nhắc là học rồi bỏ giống như nước nước đổ lá mùng á. Thực sự không đi đến đâu cả. Hy vọng rằng chúng ta nhớ một bài học. Bây giờ thì tập thể sư đi nghỉ. Bây giờ đại đức Hợp Tính đây, đại đức Hợp Tính có mặt cạnh trước máy không? Nếu đại đức Hợp Tính nghe được sự tình đại đức Hợp Tính, dạ. Đại đức Hợp Tính Đức Phật ngài dạy về một thường tình rất là hiển nhiên là bắt buộc phải có trong cuộc sống này. Mình mong, mình muốn, mình ước nguyện là làm sao cuộc sống được nhiều vui mà ít khổ. Nhưng mà ngược lại đó thì cái thực tế là cuộc sống là vui ít mà khổ nhiều. Đó là một sự đặng như vậy rồi. Nhưng mà nếu cái chuyện mà vui ít khổ nhiều mà được chúng ta hiểu là chuyện mình đức, chuyện đó là thường tình, chuyện đó là nó là tự nhiên như vậy đó. Mà nếu chúng ta hiểu như vậy thì nó có lợi lạc gì cho cuộc sống không? Ai gặp khổ nhưng có người nhận ra cái khổ nó là lẽ tự nhiên như vậy á, thì khi mình nhận ra là lẽ tự nhiên thì cái nhận thức đó nó có thay đổi gì trong cuộc sống chúng ta hay không? Cái tình diễn biến của đại đức Phật Tích là thỉnh thưa toàn thể siêu liên nghị với Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con xin hành kính lãnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, tương tọa Nhất Đắng, tương tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch tương tọa, thì đối với cái cuộc đời này đó, thì vui thì ít, mà khổ thì nhiều. Nhưng mà cũng có một số chúng sanh họ không chịu như vậy. Họ cho rằng cái cuộc đời này nó là vui chứ nó không phải là khổ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nói theo về là những người mà có học Phật, khi mà chúng ta có học là cái giáo lý là thì chúng ta mới nhận thức là được cái cuộc đời này là nó là khổ. Cũng như mình thấy nó khổ về cái chuyện gì, cái chuyện bệnh, cái chuyện già, hoặc là cái chuyện chết, hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta, cái sự khổ lúc nào nó cũng quay quanh. Có nhiều lúc quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi lên, chúng tôi chia sẻ đó, chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe. Bình thường mình khóc, mình ở trong một cái căn phòng hoặc là mình ở một cái ngôi nhà đó, thì mình không có thấy cái sự run sợ hoặc là cái sự lo lắng nhiều. Nhưng mà mỗi lần mà mình đi đến một cái bệnh viện á, vì thấy rằng mình về có nhiều người là coi như là giống như là người ta muốn bỏ ăn, người ta cảm thấy nó rất là chán chê cho cái cuộc đời này. Thật ra quý vị thấy rằng là ngay cả những người trí, ví dụ như là những vị bác sĩ cũng vậy, người ta cũng nhận thức rằng là cuối cuộc đời ai cũng vậy, ai cũng phải mang một cái chứng bệnh gì đó ra đi. Nhưng mà người ta không biết, không có một cái cách nào để mà thoát khỏi. Nếu mà ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng một người nào đó mà có được cái sự mà học hỏi về giáo lý của Đức Phật, thì cái người đó mới có cái sự mà tìm được cái lối thoát. Hồi chiều này thì chúng tôi có gặp một người bác sĩ, chúng tôi cũng nói chuyện. Chúng tôi nói thật sự ra y học đó, khoa học được có phát triển đến cao siêu đến khi nào đi nữa thì cũng không thể nào mà chịu nổi hoặc là có thuốc hoặc là chịu nổi những cái chứng bệnh ung thư.
Rồi cái tôi á, vậy thì ở trong nhà Phật á, có cách nào để chịu được hay không? Thì chúng tôi nói có, nhưng mà mình không biết mình có làm được hay không, mà thì mới cái chuyện đó nó mới là quan trọng. Thì người ta mới hỏi chúng tôi, nói rằng ở trong nhà Phật có cái cách để trị được ung thư hả? Nó không phải là trị được ung thư, tại vì đối với những cái chứng bệnh đó nó thì không có trị được, nhưng mà có cái cách để ức chế được những cái cơn đau hoàn hoại. Thì quý vị biết rằng chúng tôi có một cái niềm tin gì nào, là đối với một người mà khi mà chứng được thiền định, khi mà chúng ta mà chứng đắc được thiền định thì chắc chắn sẽ ức chế được những cái cơn đau của những cái chứng bệnh. Chúng tôi nghĩ rằng khoa học có phát triển đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có ức chế được những cái cơn đau đó bằng ở trong Phật học. Ở trong Phật học đó, quý vị thấy rằng, quý vị nhớ là cái vị Phật độc giác đó, mà ở trong Túc Sanh Chuyển, quý vị thấy không, ngài bị cái chàng thanh niên đó búng cái viên sỏi mà từ lỗ tai bên này mà trổ vào lỗ tai bên kia. Thì quý vị so cái đau đớn đó và cái chứng bệnh ung thư coi cái nào đau hơn, thì chắc chắn rằng là coi như là cái viên sỏi mà từ bên lỗ tai này mà nó thông qua lỗ tai bên kia thì cái đó nó sẽ đau đớn nó nhiều lần hơn những người mà bị đau bệnh ung thư. Nhưng mà lúc đó ngài vẫn ức chế, ngài vẫn dùng cái năng lực của thiền định để mà ngài trở về được ở trên núi đó. Thành ra mình căn cứ vào những cái điều này, hoặc là đối với mình coi ở trong kinh điển mình thấy những cái trạng thái của thiền định, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà mình đắc chứng được thiền định thì mình sẽ đủ cái khả năng để mà ức chế được những cái cơn đau của cái tật bệnh. Thì chúng tôi nói ra những cái điều này đến chi vì đối với tất cả chúng sanh thì luôn luôn bị cái sự khổ nó quay quanh. Nhưng mà đối với cái sự khổ đó thì nếu mà chúng ta có tu tập thì chúng ta quán tưởng được cái thế gian này nó là như vậy đó, hoặc là các pháp hữu vi nó là như vậy đó, nó đều có cái tính chất của vô thường, khổ và vô ngã, thì cái điều đó, là nó sẽ đơn nhiên rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta quán tưởng như vậy đó để chi vậy, nó có tác dụng gì, để làm gì? Để cho chúng ta sẽ có một cái phương hướng là chúng ta sẽ tìm cái con đường mà thoát khổ. Thì chúng ta tìm cái con đường mà thoát khổ đó là chúng ta phải tu tập. Mà hãy mà chúng ta tu tập đến một cái trình độ nào đó thì nó tùy theo. Ví dụ như là đối với mình có niềm tin về cái thiền định thì nó sẽ ức chế được những cái cơn đau. Hoặc là có người ta có niềm tin thì người ta tu tập để phát triển được tuệ quán và chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, thì coi như là lúc đó nó thì cái sự khổ và cái sự vui của cái cuộc đời này đó nó không có chi phối chúng ta nữa. Vậy thì ở đây đó, cái người mà biết cái cuộc đời này là khổ nhiều hơn vui, thì khi mà chúng ta suy tư về vô thường, khổ, vô ngã đến chi, để cho chúng ta không còn bám chấp vào cái cuộc đời này nữa, mà chúng ta sẽ cố gắng mà đi theo cái con đường của bậc thánh nhân, là để chi? Là để chúng ta tìm cái lối thoát khổ, tìm cái lối thoát khổ. Thì cái lối thoát khổ này đó, nó sẽ bằng cái cách chúng ta tu tập để mà chúng ta chứng đắc được những cái quả vị mà bậc thánh nhân đã chứng. Thì chỉ có cái con đường này á, thì dần dần nó mới xa lìa cái sự đau khổ, dần dần nó mới chấm dứt cái sự đau khổ, chứ không có con đường nào khác. Do vậy mà khi mà một người quán về vô thường, khổ, vô ngã, thì nó được cái tác dụng là như vậy, nó được cái kết quả là như vậy, là chúng ta sẽ dần dần xa lìa với cái sự khổ, và cuối cùng sẽ chấm dứt cái sự khổ, là do
chúng ta có suy xét hoặc là quán xét về vô thường khổ vô ngã, chúng ta mới có được cái ngã rẽ này và dẫn đến cái sự thành tựu. Đây là cái ý con xin được đóng góp qua cái câu lần số 2 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thưa cái chuyện người ta chúng con chẳng Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy mắt nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được Sư Nguyên Thông thì trả lời cho cô Thượng Tọa. Sư Nguyên Thông, nếu mà người Phật tử, người con Phật mà môn thường khổ não vô ngã là những thực đứng đương nhiên của cuộc sống, thì chúng ta có nên cố gắng để cải thiện cuộc sống không? Hay là cứ chấp nhận như vậy thôi? Cái thành ý kiến của Sư Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng được Sư Phụ góp ý cho các câu thảo luận. Thưa Sư Phụ, cái thực tế là vô thường khổ vô ngã, đó là một cái thực tế của đời sống thế gian này. Và khi mà chúng ta biết thực tế của đời sống thế gian này, và chúng ta biết cái nhân quả, và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chưa có chứng đắc thì chúng ta không có chết. Cái chết chỉ là một cái là thay đổi cái thân xác của chúng ta, khi mà thân xác nó già rồi, khi mà cái đời sống của một cái xác thân là 100 năm hay là bao nhiêu đó thì nó già rồi, chúng ta sẽ trở lại trần gian này nếu mà chúng ta không có làm điều ác. Vì vậy cho nên tôi thảo luận số 3 hỏi rằng khi người Phật nhận thức thực tướng của vô thường khổ và vô ngã thì vốn dĩ đương nhiên, thì ta có nên phải nỗ lực cải thiện cuộc sống không? Kính thưa Sư Phụ, mình biết cái thực tướng của vô thường vô ngã khổ thì nó là vốn dĩ đương nhiên rồi, nhưng mà cái nỗ lực để cải thiện cuộc sống là chúng ta phải làm, là bởi vì nếu mà trong cái đời sống này 100 năm hay là đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta nỗ lực để cải thiện cuộc sống thì cuộc sống mình nó khá hơn. Cho nên trong cái vô thường khổ vô ngã thì cái cuộc sống của mình nó được cải thiện, thì trong cái mấy chục năm đó thì mình sống nó thoải mái hơn, mặc dù trong cái vô thường khổ vô ngã như vậy. Và vì mình hiểu biết cái vô thường khổ vô ngã như vậy cho nên mình phải nỗ lực mà tu hành. Cái nỗ lực mà tu hành thì trong đó nó cũng có nỗ lực cải thiện cuộc sống. Nếu mà cải thiện cuộc sống bằng cái là vô tham, vô sân, vô si thì nó có một cái ảnh hưởng tâm lý, và cái ảnh hưởng tâm lý đó nó khiến cho chúng ta được hạnh phúc. Vì trên thế gian này cái mà khổ sở thì không phải là miếng ăn, không phải là cái xác thịt, mà cái khổ sở lộ vô cái tâm. Hồi nãy huynh Pháp Lữ có nói là chúng sanh có hai điều, một cái điều là cái khổ thân và khổ tâm. Mà nhưng mà mình khi mình biết là cái thế gian này là khổ vô thường khổ vô ngã thì mình đâu có khổ gì. Cái vô thường khổ vô ngã mình biết đó là chân lý của cuộc sống. Và trong cuộc sống mà nếu mà chúng ta mà hành đúng pháp thì Đức Phật giảng dạy rằng một người chúng sanh nào mà là đúng pháp, tức là tròn ngũ giới, mà khi mà chúng ta tròn ngũ giới thì chính cuộc sống của chúng ta cũng là cuộc sống của bậc thiên, của một bậc thánh rồi. Cho nên là cái người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu thì đời sống nó thánh thiện. Thì dù cái cuộc sống mà nó là vô thường mà khổ não vô ngã nào đi nữa đấy, thì có một người mà tròn vẹn cái ngũ uẩn thì họ người đó vẫn hạnh phúc. Là bởi vì có nhiều người họ chết mà họ vẫn nở nụ cười, còn có nhiều người chưa chết mà họ đi dãy dụa khổ sở. Cho nên cái vấn đề là cái tâm, cái nhận thức, cái biết của chúng ta. Vì vậy cho nên là nếu mà một người thật sự cái tâm của chúng ta là cái tâm hiền thiện thì ở trong mọi chỗ nào
những cái tâm hiền thiện, thí dụ cho những người có tâm hiền thiện mà xuống địa ngục thì họ vẫn hạnh phúc như thường, bởi vì cái tâm nó hỏi là cái tâm hiền thiện. Cho nên cái vấn đề là do tâm mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta tu là mình phải, nó cái tu tâm tức là mình phải nhận rõ cái chân lý của cuộc sống là như vậy, và chúng ta không phải là bị cái gì cả, bởi vì cuộc sống nó là như vậy là mình phải chấp nhận. Không phải là mình chấp nhận, nhưng mình phải biết đó là cuộc sống, đó là cái chân lý tuyệt đối. Thì nên mình sống trong chân lý là mình không có sợ gì cả. Vì vậy cho nên cái mà nói là chết, tức là một cái sự ngừng đập của trái tim khi mà thân thể nó già rồi. Chứ còn mà cái chết mà bị bắn, bị giết, bị đài đỏ thì cái đó là do cái quả báo của kiếp trước hay kiếp này của chúng ta. Mà nếu có quả báo thì chỉ một lần thôi. Đó, rồi chúng ta vẫn luôn luôn giữ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca trung tâm của chúng ta, thì không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ đạt đến cái tình trạng là cái tình trạng là nó trở về với cái nhân quả của những cái việc làm hành thiện của chúng ta khi mà chúng ta vẫn tiếp tục hành thiện. Kính thưa sư phụ, dầu bất kỳ việc nào thì chúng ta lúc nào cũng phải là giữ tâm vô tham, vô sân, vô si, và cái đó là cái chân lý của cuộc sống của chúng ta khi chúng ta hiểu biết giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để xứng đáng là một người đệ tử của Đức Phật, để xứng đáng là một người con của Phật, thì chúng ta là một người sống trong giáo pháp của Ngài. Và sống trong giáo pháp của Ngài là cái chân lý, là hạnh phúc, là cuộc sống của chúng ta. Thưa sư phụ, con hiểu là như vậy. Làm được hay không là một chuyện khác, nhưng mà con sẽ vươn đến cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì con thấy đó là chân lý tuyệt đối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao ngay lời cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Thưa quý vị, hôm nay không có nhiều vị giáo sư trong lúc, từ đó sau góp ý của đại đức Tấn và sư Vũ Thủ thì chúng tôi cũng xin có một vài cái chia sẻ. Để chúng ta thấy đọc đoạn kinh ngày hôm nay, thật ra thì đoạn kinh này sẽ được giảng vào ngày mai, ngày thứ ba của thượng tọa Trương Quyền, về kinh Tiểu Kinh Pháp Hành. Ngày mai chúng ta sẽ nghe giảng về cái đoạn này. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ là ở trong Phật pháp chúng ta hiểu rằng đau khổ nó đến từ hai thì nguyên nhân. Một là nó đến từ cái bản chất của đau khổ, nhưng mà điều thứ hai là nó đến từ cái nhận sai lầm của chúng ta. Ví dụ như mình làm việc mà thất bại nó chỉ là một phần của vấn đề. Nhưng mà khi mà mình thất bại và mình cảm thấy sợ hãi, mình cảm thấy phiền muộn, mình phản ứng quá độ, phản ứng quá đáng với sự thất bại đó, thì nó lại cho mình thêm một sự thất bại nữa, nó lại cho mình thêm sự khổ nữa. Bởi vì người Mỹ đó, họ nói có câu là chính là sự sợ hãi. Sợ hãi, mình sợ quá thành ra cái điều sợ hãi đó nó cho sự nó ám ảnh. Cho nên khi mà chúng ta học vào trong Phật pháp ấy, thì điểm đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng Đức Phật Ngài dùng hai cái thí dụ là một người mà giác ngộ thì bị có một mũi tên, còn người mà không có trí tuệ thì bị hai mũi tên. Một mũi tên đầu tiên là cái bản chất vô thường khổ vô ngã cuộc sống ấy, thì nó là tại vì nó là một cái khuyết điểm rồi. Nhưng mà cái mũi tên thứ hai nó là cái phản ứng, một
hay là cái sai lầm, mong mỏi một cái sai lầm, buồn phiền một cái sai lầm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là đi vào chợ để mua đồ. Mình đi chợ mua đồ thì ở trong chợ là nơi mà những người buôn bán này, họ luôn luôn muốn kiếm lời. Và có ai đó nói thách đưa được cái giá rất là cao. Và nếu chúng ta bực mình, chúng ta giận dữ, cái chuyện được rồi, cái món đồ nó làm gì giá cao hơn nhiều vậy. Và chúng ta nổi giận, nổi sân lên, chúng ta ghét cái người đó. Thì thứ vì chúng ta quên đi rằng đó là cái sự tự nhiên của buôn bán. Cái buôn bán là được mua vừa bán. Nhưng mà trước khi mà được mua vừa bán đó, thì người ta thường đưa ra cái giá đó. Giờ quý vị còn nghe được không? Giờ quý vị nghe được không? Dạ. Tính nhân trạng thái vô thường, khổ vô ngã đó, nó cho chúng ta một cái cơ hội để mài dũa, để thắp sáng tuệ giác của mình. Mặc dù hàng ngày chúng ta không thấy được điều đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái vật rất quý thật vừa ý, nhưng mà ai đó là bể đi, là mất đi, thì chúng ta phiền, chúng ta phiền muộn. Như trường hợp là chúng tôi có một cái phim pha cà phê. Và cái phim đấy chúng tôi xài cũng rất là vừa ý. Thì có lần trước tôi pha cà phê với một khách, thì có một cô Phật tử. Cô này cứ đem đi cô rửa, nhưng có lẽ là cô không có biết uống cà phê. Do đó thì cô rửa, thì cô trút cái xác cà phê, và trong xác cà phê cô bỏ đi, cô trút luôn cái miếng cản ở giữa, cái lược ở giữa, cái miếng nhỏ thôi. Và cô không để ý. Thì nó đem cái đồ pha cà phê lên đó, thì nó lại mất cái miếng đó. Mà chúng tôi không để ý, ngày hôm sau cà phê mới thấy mất. Và chúng tôi đi tìm, thì cô đó có hỏi xin đi tìm cái gì, nói đi tìm cái đó. Hồi đó cũng mới thấy. Nhưng mà chúng tôi biết mất đi, và khi mất đi thì không xài cái phim cà phê được. Thì chúng tôi bị... Bây giờ thì cái phim cà phê đó không mua được nữa. Ta thì cái phim cà phê đó là thượng phẩm vệ siêu của chúng tôi. Thì khi chúng tôi gặp thượng phẩm vệ siêu một lần nào đó đã cho chúng tôi, thì nó cũng là kỷ niệm. Và đồng thời nó cũng là cái mặt thân quen mà mất đi. Nhưng mà ngay lúc đó thì chúng tôi hiểu lúc mình có bây giờ không có, đó là vô thường. Và nếu mà mình dính mắc điều đó, mình quý điều đó, thì thật sự nó khổ. Nó khổ, tại vì sao vậy? Tại vì cái vật đó là vật quý và mình lấy thuộc vào nó rồi. Bây giờ nó mất không xài được nữa. Và khi mà mình bực bội như vậy đó, thì mình có thể nổi tâm sân si với cái người làm vô ý. Người đó họ dùng cái thiện chí của họ để họ đi rửa cái phin cà phê mà họ mất cẩn thôi. Nó
đó là một bài học nguồn xúc, bài học rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó lại có lợi cho chúng ta, là chúng ta thấy được sanh, thấy được diệt, thấy được cái bản chất bất toàn của cuộc sống. Và nó còn cho chúng ta thấy một sự việc là chúng ta không kiểm soát hoàn toàn cuộc sống đâu. Giờ cô Như Quỳnh nói nó vào thùng rác, nhưng mà thùng rác thì bị đổ rồi, bây giờ không tìm ra được. Thì thưa quý vị, cái những hiện tượng vô thường của vô ngã đó, thì chúng ta sáng mắt ra. Đó là cơ hội, nhận cơ hội. Chúng ta thấy, lấy ví dụ như là người ta nói người Mỹ hiện bây giờ càng ngày họ càng mơ ước về một cái mà trước kia không ai nghĩ đến, đó là cái normalcy. Normalcy là cái bình thường của cuộc sống, bình thường của cuộc sống. Hồi xưa mình thích mình ra ngoài mình đi ăn, rồi gặp bạn bè, rồi ở đâu mới thoải mái. Bây giờ COVID-19 thì nó bao nhiêu thứ chứ, đi ra ngoài phải mang khẩu trang, nhà hàng đóng cửa rồi không được, rồi tụ tập khó khăn, làm lễ ở chùa cũng khó khăn, rồi chưa kể là nhiều vấn đề. Mà bây giờ họ chỉ mơ ước trở về với cái bình thường của cuộc sống thôi. Thì như vậy, cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc đôi khi nó tùy thuộc vào một cái mà chúng ta gọi là bình thường, lặp đi lặp lại trong đời sống. Và khi cái bình thường không còn nữa thì mình gọi đó là xáo trộn, mình gọi đó là sự đe dọa, sự không thoải mái. Bây giờ mình muốn mơ ước trở lại cái bình thường. Thì cái bình thường đó là gì? Cái bình thường đó là đừng có biến dịch, đừng có cái bất bình thường, đừng có thay đổi. Bình thường là an muôn thuở, bình thường đó là sinh mãi mãi là như vậy. Nhưng mà thật ra cái ý muốn mà sinh mãi mãi là như vậy, ý nghĩa là một vùng trời bình yên không thay đổi đó, nó thật ra nó là một ảo tưởng thôi, không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Chúng ta rồi sẽ già đi, không có trẻ mãi. Chúng ta sẽ chết đi, không có sống hoài. Người thân chưa tử biệt thì cũng sanh ly. Nếu chưa chết để mà chia tay bệnh viện thì lúc sống thì cả đông người thấy chuyện bình thường. Mình phải chia tay với những người thân yêu của mình. Hồi mà Siêu Nguyên Thông còn ở chung với chúng tôi ở Houston ấy, thì chúng tôi có cái bài học mà lúc đó chúng tôi không nói ra, đó là có trường hợp là Siêu Nguyên Thông qua Mỹ rồi ngoài chứ không có sự sự lo cho mấy đứa con học hành cũng đủ đạt. Mình mới nghe đó, thì nó là một cái cuộc sống có thành tựu và có bình yên. Nhưng mà rồi một đứa con học rất giỏi làm bác sĩ, đột ngột ra đi, đột ngột chết đi, thì cái đó nó là một bài học cho cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn vô ngã. Chúng ta đã vun quýnh, đã tài bồi làm sao cho đứa con lớn lên thành nhân thành hiền, rồi trước đó rồi nó có địa vị, có sự nghiệp. Nhưng mà rồi nó ra đi. Sự ra đi nó không ai muốn hết. Mà nó giống như cả một cái công trình người ta làm, rồi bây giờ tự nhiên bị bức, và có một cây tự nhiên nó không còn. Đó là vô thường, đó là khổ, và đó là vô ngã. Trong cái vô thường, cái khổ vô ngã đó, nó không phải là cái chuyện để chúng ta buồn, để chúng ta phân ưu, mà đó là một cái chuyện để chúng ta nhìn ngắm trong đời sống. Cuộc sống là như vậy. Chúng ta thường nghĩ lại, chúng ta thường nghĩ rằng mình qua được nước Mỹ, mình sống là mọi thứ là
sĩ giàu có, nền y học cao. Nhưng mà thưa quý vị, chưa bao giờ chúng ta dám tưởng tượng một ngày rằng đại dịch tấn công đến mà những cái trại dưỡng lão đó nó là ổ dịch, và những người ở lớn tuổi ở trại dưỡng lão còn chết, chết một cách chết một cách rất là bất bình thường, chết một con số nhiều, chết gần như là chúng ta không còn có cách nào khác hơn là phải chấp nhận. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà đó là bài học, bài học cuộc sống. Chúng ta khoan nói đến chuyện là đắc đạo chứng quả, mà chúng ta phải nói đến chuyện là những cái hiện tượng đó, đó nó có đủ để thắp sáng cái tuệ giác của chúng ta, thắp sáng nhận thức của chúng ta là chúng ta có chấp nhận nó là lẽ đương nhiên hay không, nó là thường sự hay không, nó là vốn dĩ như vậy không. Đó là vấn đề. Nên đạo học của Ấn Độ đó tương đối là nó rất là tinh tế. Ví dụ như là người Tây Phương, họ cũng theo quan niệm về thần ngã, và họ tin một đấng thượng đế. Thượng đế đó tạo ra tất cả, tất cả đều nằm trong ý của thượng đế. Thượng đế đã cho chúng ta những miền duyên hải rất là thơ mộng, như những bãi biển cát trắng ở Pensacola, ở Destin Island. Và thượng đế đã tạo nên những cơn bão thịnh nộ, và những cơn bão này như là bão Laura, bão Delta mới đi tàn phá không biết bao nhiêu thứ. Bởi đôi khi con người hụt hẫng, ồ tại sao này, tại sao thượng đế cho nhiều như vậy mà thượng đế lại lấy đi nhiều như vậy, tặng đế tại sao thượng đế nhân từ như vậy mà đôi khi thượng đế tàn nhẫn như vậy. Chúng ta đã khóc, khóc rất nhiều, chúng ta đã tức giận, tức giận rất nhiều, hỏi tại sao, tại sao có những người ác mà họ sống hoài, tại sao có những người rất là hiền lành, nghĩ thương vô tội, một bé nhỏ mà gặp cái nghịch cảnh mà ra biển khơi chết rồi xác tóc vô bờ úp mặt xuống đất, tại sao nó có như vậy. Thì người Ấn Độ thứ gì, họ nói rằng có ba vị thượng đế. Một là thượng đế Brahma, là thượng đế sáng tạo, là thượng đế đã có cái quyền năng làm nên những tạo vật. Chúng ta gọi là những tạo vật như là con người, cây cỏ, sông núi, vật. Thượng đế Brahma tạo ra những cái đó. Có một thượng đế khác là thượng đế Vishnu, là thượng đế duy trì, là khiến cho cái gì sinh ra được tồn tại. Một thượng đế thứ ba gọi là thượng đế Shiva, là thượng đế quý vị. Thì con người họ thấy rằng cái gì mình có trong cuộc đời mà tốt á là do thượng đế phát mạnh, mà cái gì mà giữ được là do thượng đế Vishnu, mà cái gì mà bị lấy mất thì là do thượng đế Shiva. Thì với cả ba ông trời này thì chúng ta đều đang cầu nguyện hết. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện cả ba ông trời như vậy? Tại vì thượng đế Brahma chúng ta cầu nguyện đó là để ngài sản sinh, ngài tạo nên những gì mà chúng ta mong muốn. Không có con thì mong con, không có tài sản mong có tài sản, không có sự nghiệp mong có sự nghiệp. Và cái gì mà mình có trong cuộc đời, một người rất thương thương xin cho mãi mãi là như vậy, sự nghiệp luôn luôn là hạnh thông, thì thượng đế Vishnu sẽ chấp nhận, sẽ duy trì được những thứ đó. Và chúng ta cũng mong thượng đế Shiva là lấy đi cái gì mà mình không thích, cái người hàng xóm mà họ làm cho mình rắc rối cho họ chết đi, hay là
một cái con rắn độc làm sao cho tiêu diệt đi, hay là những cái hiện tượng xấu xa trong cuộc đời mất đi. Nhưng mà điều quái quan sai là dù rằng có ba vị thượng đế và dù có những cái kinh khủng, dù cho có những cái buồn cái gì để cầu nguyện, những cái phần thánh thi được ca, được tụng, được đọc, nhưng mà ba vị thượng đế không làm những gì mà mình cầu nguyện đâu. Thượng đế sáng tạo đó thì ngài vẫn tạo lên những cái mà mình không thích. Thượng đế duy trì đều không giữ được cái mà mình mong muốn, và thượng đế hủy diệt không chịu mang đi những gì mà mình mất mạng. Cái này là vấn đề. Và rốt cuộc rồi thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta một sự thật. Một sự thật là chúng sinh trong cuộc đời mong như vậy, muốn như vậy, ước nguyện như vậy, và những điều gì mà thích thú, vừa lòng, đẹp ý, xin cho được duy trì, được tăng trưởng, và những điều gì không vừa lòng, không đẹp ý, không dễ chịu, không dễ thương thì xin cho biến mất đi. Nhưng mà sự thật thì ngược lại, mình mong như vậy nhưng mà ngược lại là cái mà mình không thích, cái mà không vừa lòng, cái mà mình khó chịu thì nó cứ sừng sững trước mặt, nó lù lù ở đó mà nó không chịu ra đi chỗ khác. Mà cái mà mình muốn, mình thích thì nó nhạt nhòa như sương khói, nó sống chúng ta khổ. Có đôi khi chúng ta sống cả cuộc đời, khi mà chung rượu đời uống gần cạn, khi mà trên đầu đã hai chiếc tóc rồi, nhưng mà chúng ta vẫn khao khát được cuộc sống hoàn hảo. Cuộc sống đó là một cuộc sống mà đầy hoa mộng, đầy gì mà mình vừa ý, nhưng mà cái thực tế thì nó khác, vui ít khổ nhiều. Sự thật là như vậy. Vì vậy chúng ta nhớ một điều là Đức Phật này dạy chúng ta hãy bắt đầu bằng một thái độ và quan sát một cách đơn thuần, quan sát không có đòi hỏi. Đây là sanh, đây là diệt, đây là những pháp hiện khởi, đây là những pháp biến mất. Chúng ta tập nhìn được, nhìn một cách lẳng lặng, nhìn một cách đơn thuần, và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc sống của chính mình và cuộc đời nó là một dòng chảy, nó thiên hình vạn trạng và không có dòng chảy nào được yên một chỗ. Chúng ta nhìn những cái dòng thác cuồn cuộn, chúng ta sinh ra và lớn lên bên một dòng sông, đó là sông tiền nhân. Dòng sông cũng như bao nhiêu con sông khác, khi mà cái lưu lượng của nước nó cùng cuộn chảy đó, chúng ta không làm gì được với đôi bàn tay bé nhỏ của mình, mà mình chỉ có thể là bơi lội theo dòng nước. Dòng nước là tùy chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ bảo rằng nước đừng chảy nữa, dòng sông nước yên không có chuyện đó. Cuộc sống nó là một dòng chảy không được, nó luôn luôn nó phải như vậy, nó luôn luôn nó diễn tiến như vậy. Vì vậy cái thái độ đầu tiên mà của một người gọi là bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có hiểu biết là chấp nhận cuộc đời, đó là ý thức cái gì là cái lẽ đương nhiên của cuộc sống và thấy điều đó là một sự sinh diệt. Chúng tôi nói nhớ ngày Nara ra, ngày có biết rằng khen và chê vốn là cái gì không tránh khỏi trong kiếp người. Nhưng vấn đề là đa số chúng ta, có thể nói hầu hết chúng ta,
chỉ muốn được khen mà không bị chê. Thực tế cho chúng thấy ngược lại là đừng nghĩ rằng mình xấu, mình dở, mình tệ người ta mới chê. Ở trên đời cái gì có chê hết. Cũng sự việc đó mà trong người khen và người chê. Quý vị thấy bây giờ như trong cuộc tranh cử bầu cử của Đại Hoa Kỳ, khi mà người ta ra tranh cử thì tùy theo mình ủng hộ bên nào bên kia. Nếu mình ủng hộ một ứng cử viên nào đó thì họ làm cái gì mình cũng cố gắng mình giải thích cho tốt, mà mình chống ứng cử viên nào đó thì họ làm cái gì mình cũng giải thích là xong. Thì cái chuyện mà chúng ta ngồi đó chúng ta nói tại sao mọi người không nói, tại sao người ta lại nói quá lời, tại sao người ta lại nói một cách chủ quan như vậy, cái gì chúng ta không đòi hỏi được, tại cuộc sống nó vốn là như vậy, nó vốn là như vậy, thì cuộc sống như thế nào mà mình nhận nó là như vậy, nó là một ý thức rất quan trọng lắm. Một con người khó đủ cái sự trưởng thành không phải là mình học rất cao, không phải là mình có một cái địa vị rất là quan trọng, mà một con người trưởng thành là bắt đầu biết chấp nhận cuộc sống. Nó muốn như vậy thì nhận nó như vậy, và cái thái độ chấp nhận đó là một thái độ mà thưa quý vị nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã sống hòa hợp với lẽ tự nhiên, chúng ta sống hiểu biết cái định lý của cuộc sống, chúng ta sống biết tôn trọng cái gì khách quan. Còn nếu chúng ta không chấp nhận cuộc tự nhiên thái độ khách quan, và chúng ta phải luôn luôn đòi hỏi là phải như thế này đừng như thế kia, thì chúng ta sẽ khổ. Có một đoạn kinh mà tôi muốn đọc tại đây, thường là chúng ta nghe rất là trùng lặp, nhưng mà quả thật đoạn kinh này nếu chúng ta đọc kỹ rất là thấm thiết. Nề chi tỳ kheo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô ngã, không phải là của ta. Nếu năm quẩn thật là của ta thì người đời có thể nói xin cho các quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Và Đức Phật giải thích để các tỳ kheo, các quẩn sắc thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn thật là vô ngã, cho nên người đời không thể nói xin cho năm quẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Bài học rất đơn giản và nghe như sự trùng lặp, nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ và đem vào cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ có thái độ chấp nhận hơn, dung dị hơn, thích nghi hơn, bớt đòi hỏi hơn và bớt phiền muộn hơn. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng, để lễ quy ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Là thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông dung, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, xuống ông vi này yểm trợ cho các phần học lớp học được hoàn.